Rồi, hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ trên tay và giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm công nghệ đến từ một cái thương hiệu khá nổi tiếng, đó là KNF Concept. Thì trên tay mình đang làm một cái cách để đựng pin cho máy ảnh cũng như là thẻ nhớ cho máy quay. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho anh em xem nhé. Thì đây là bên ngoài của nó anh em này, nhìn rất là đẹp. Thì chủ đạo chính là cái màu vàng cam. Đấy, đây là cái hình của cái hộp đựng thẻ và pin anh em nhé. Thì dưới đây có một số những cái thông tin nữa, ví dụ như là anh em có thể đựng cái pin máy ảnh này, rồi đấy pin tiểu này, đấy, và đây là thẻ nhớ của nó. Bên cạnh hông thì cũng có một số những cái thông tin liên quan đến cái hộp đựng thẻ này, và mặt sau của nó thì trên đây nó cũng có một cái logo KF Concept, và dưới đây là một số thông tin của nhà sản xuất. Đấy, như anh em nhìn thấy thì trên bao bì nó có ghi là đựng được các cái dòng pin của Lycon này, Kalon và Soli. Tiếp theo đây thì cũng có một số những thông tin liên quan đến sản phẩm. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho anh em xem nhé. Đây, thực ra thì mình cũng trước khi lấy hàng thì mình cũng kiểm tra rồi anh em ạ. Thì bên trong của nó thì gồm có một cái túi như thế này. Và đây là cái nhân vật chính của chúng ta. Thì bên trong của nó đây em nhé. Thì đi kèm với nó là một cái móc chìa khóa. Thì như anh em nhìn thấy thì đây nó bao gồm hai cái màu chính chủ đạo, đó là màu đen và màu vàng cam anh em ạ. Đấy. Thì đây nó có một cái logo của KF Concept. Đấy. Đây có dòng chữ Battery Cache and Memory Card Cache. Đấy. Và mặt sau nó cũng vậy. Thì hai bên đây là hai cái khóa, và dưới đây cũng có một cái khóa nữa. Đấy. Khi mà anh em gạt ra như này thì là sẽ đóng lại, và lật nó ra thì sẽ mở ra. Đấy. Bên trong này thì nó được làm chủ yếu là như kiểu là cao su lon anh em ạ, khá là mềm. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lắp thử cái pin xem như nào nhé. Nói chung là rất là đẹp, nó giống như một cái vali con anh em ạ. Đấy, nếu như anh em mà treo cái móc khóa này vào thì anh em có thể treo nó vào ba lô hoặc là một số những cái túi sách ấy, thì nó sẽ không bị rơi, nó rất là tiện. Thời gian trước kia thì mình cũng có mua một cái hộp để đựng pin cho máy ảnh và cả thẻ nhớ đó, nhưng mà cái này thì mình ít khi mình dùng, tại vì cái này thực ra nó bỏ thì nó hơi lọc xọc ấy, và nó không tiện bằng cái này, nên là mình đã chọn mua cái mới này. Thì đây là cũng là một cái gọi là cái phụ kiện để đựng thẻ nhớ anh em nhé. Thì đây nó vừa một cái cục pin của FZ100. Đấy. Trong đây thì cũng có một số cái khay đựng thẻ nữa. Rồi, cũng rất là đẹp. Cái hãng này là của một cái hãng cũng khá nổi tiếng đấy, mình không rõ chính xác nó tên gì cả, nhưng mà cũng mua từ lâu rồi. Cái này thì nó cũng rẻ, rất rẻ thôi, nó đâu đó tầm khoảng 100.000 gì đấy. Đó. Quay trở lại với cái hộp kêu set của chúng ta, thì bây giờ mình sẽ mở ra và lắp thử cái thẻ nhớ và pin cho anh em xem nhé. Như anh em nhìn thấy thì mình có hai cục pin FZ100, đây mình sẽ bỏ vào đây, nói chung là rất là vừa anh em ạ, vừa như in luôn. Đó. Thì trên cái nắp hộp này nó cũng ghi là có thể dùng cho một số loại pin anh em nhé. Như anh em thấy này, thì đây nó dùng cho pin Nikon này, đấy, pin Kalon này và pin Soli thì có hai loại FZ100 và FW50. Thì cái này mình đang để là cái FZ100, đây hai cục pin này anh em nhé. Đó. Và trên đây thì mình sẽ để một số cái thẻ vào đây cho anh em xem. Đấy, nhìn nói chung là cũng rất là đẹp. Nói chung là cái này thì cũng hơi nhỏ nha bạn, chỉ để được khoảng đâu đó hai cục pin thôi. Đây, thì đây là cái chỗ mà anh em có thể để bỏ thẻ này. Đấy. Và khay dưới này thì anh em có thể bỏ những cái thẻ con nhé. Đây mình sẽ mở cái thẻ ra và lắp cho anh em xem. Đây, thì đây mình có một cái thẻ của Flycam, mình sẽ lắp vào cho anh em xem. Đấy. Nói chung là cũng khá là đẹp anh em ạ. Rồi tiếp tục mình sẽ lắp thêm một cái nữa. Rồi hình cái này, cái lắp cái này mới đúng anh em ạ. Đây này. Đấy. Đây, như anh em nhìn thấy thì nó rất là đẹp nhá. Bây giờ mình sẽ đóng vào. Hơi cách nhỉ. Hình như mình bỏ ngược cái sao ấy. Đây. À có phải đây nè, rồi đấy thì khá chắc em ạ.
chung về cơ bản thì cái này nó làm bằng nhựa anh em ạ, còn trong đây nó như kiểu cao su lon ấy. Đó. Thì ngoài cái pin này ra nhé, thì anh em có thể bỏ được một số những pin con thỏ trong đây. Đây là cả hình biểu tượng pin con thỏ này, bên đây cũng vậy. Đấy. Thế nhưng mà anh em mà dùng những cái flat cóc để quay chụp ấy thì có thể bỏ vào đây. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nhé.